nghe đọc truyện .net. Ngày mẹ tôi xuất viện về nhà, bà Hiếu lại niềm nở chạy sang hỏi han bệnh tình. Bà ta ngồi cạnh mẹ, xoa tay thân mật, làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Bỗng có tiếng xe hơi trước nhà, mẹ bảo chạy ra xem ai khỏi cửa. Bước ra khỏi nhà, tôi nhận ra chiếc xe hơi biển số 78 đậu trước cửa. Hai ông bà già cùng một đôi vợ chồng trẻ ngồi ghế trước. Ông bà già bước xuống xe, cười chào tôi. Tôi chưa nhận ra thì họ đã xoa đầu bảo: "Cô cậu dạo này lớn quá, ngày nào còn bé xíu bác bế trên tay." Chắc là họ hàng về thăm, nhưng nhà tôi chẳng có ai thân thuộc ở miền Trung cả. Đôi vợ chồng trẻ bước xuống sau. Anh chồng trông có vẻ thành đạt, còn cô vợ trông khá xinh xắn, lanh lẹ. Mời họ vào nhà uống nước, mẹ tôi đon đả chạy xuống, hai bên tay bắt mặt mừng. Mẹ tôi bảo đây là vợ chồng bác Sách, ngày xưa cu còn nhỏ, hai bác vẫn hay chăm đấy. Đôi vợ chồng trẻ cúi chào mẹ tôi. Cô gái là con bác Sách, còn kia là anh chồng mới cưới. Cả gia đình đi du lịch rồi ghé thăm nhà tôi. Tôi không có ấn tượng gì về họ, ngoại trừ cái giọng của cô con gái. Thậm chí tôi có phần hơi sợ, vì nó đúng là giọng của người mà tôi hay mơ thấy. Không thể nhầm lẫn được, là giọng nói của một người, nhưng chị này trông cao ráo mảnh khảnh hơn người tôi thấy trong mơ. Sau câu chuyện giữa mẹ và những người kia, tôi được biết chị này tên là Trâm. Gia đình chị Trâm ở Phú Yên. Chị là em gái chị Đào, người mà ngày xưa thời sinh viên từng trọ ở nhà tôi. Quay sang câu chuyện về chị Đào. Gia đình chị Đào ngày xưa còn khó khăn. Khi chị đỗ đại học, bác Sách dẫn chị đi chung quanh khu đại học Đà Lạt tìm nhà trọ và được mẹ tôi giúp đỡ. Chị Đào rất ngoan ngoãn và siêng năng. Ngoài thời gian học ra, chị còn phụ giúp mẹ tôi làm việc nhà lúc rảnh rỗi. Cả nhà tôi quý chị Đào lắm, nên vẫn thường hay nấu cơm mời chị ăn, và còn chẳng lấy tiền ở trọ. Năm 94, nhà tôi xây nhà lên thêm 2 tầng nữa. Khi đó, tôi đã đủ lớn để nhận thức được mọi chuyện xung quanh. Trong ấn tượng của tôi, chị Đào rất tốt. Có lần chị dẫn 2 chị em tôi đi học khi ba mẹ có công việc bận. Chị thường đùa nghịch và rất chiều chuộng tôi. Khi nhà tôi hoàn thành, cả nhà chuyển lên tầng ở trên, còn phía dưới định sẽ cho thêm sinh viên ở trọ. Khi ấy chị Đào ở một mình lầu dưới. Đêm đó Đà Lạt rét, mưa gió rất lớn, và chuyện không hay đã xảy ra. Chị Đào đi làm về trễ, chị trượt té cầu thang. Đến sáng, cả nhà tôi mới phát hiện ra thì chị đã ra đi. Có lẽ vì mất nhiều máu mà không ai kịp phát hiện. Nhà tôi thương chị lắm, như mất mát trong nhà vậy. Lúc nhà còn bé, quây quần như 3 chị em. Khi nhà xây lên lại tách chị Đào ra ở tầng dưới. Lúc chuyện vừa xảy ra, tôi còn hay dỗi ba mẹ vì xây nhà cao nên gây ra cái chết cho chị Đào.
Nhưng thời gian cũng trôi qua, mọi chuyện cũng đã ổn. Nay ba mẹ chị Đào đến nhà chơi và dẫn chị Trâm cùng chồng mới cưới ra mắt. Chuyện qua lâu nên chẳng ai nhắc đến chị Đào cả. Chỉ còn tôi suy nghĩ, thẫn thờ một lúc rồi lại giật mình. Bà Hiếu nãy giờ ngồi trò chuyện với mẹ đã về từ khi nào rồi? Trong khi nãy giờ, cửa ngõ chỉ đón người vào chứ đâu có ai đi ra. Ba ngày nay, gia đình bác Sách và vợ chồng chị Trâm ở nhà tôi chứ không ở khách sạn. Vì nhà cũng lớn mà lại mùa du lịch nên rất khó tìm chỗ ở. Nhà có khách, bà Hiếu cũng chẳng sang chơi. Còn tôi bắt đầu mơ hồ về người con gái trong giấc mơ mấy hôm trước. Có lẽ đó là chị Đào. Chị đang cố gắng nói với tôi điều gì đó. Hôm đó, tôi quyết định xuống bếp, đem tấm thảm bà Hiếu cho quẳng vào sọt rác. Dùng rượu thay, bậc cầu thang bên dưới tấm thảm đầy những vết đen. Nó chi chít như vảy cá trông rất kinh tởm. Tôi lấy xà phòng chà đi chà lại, nhưng những vết đấy chẳng hề biến mất. Tôi phải lấy nồi rẻ khác để che lên, bởi vì trông vào cái vết loang lổ kỳ lạ đó, hẳn ai cũng phải rùng mình. Ngày cuối cùng bác Sách ở nhà tôi, mẹ tôi bảo cả nhà làm bữa ăn để mai tiễn các bác về Tuy Hòa. Ba ngày du lịch chắc cũng mệt. Các bác ở nhà cùng chị Trâm và gia đình tôi nấu bữa cơm chia tay. Mẹ và bác gái cặm cụi dưới bếp, bác trai, ba tôi và anh chồng chị Trâm ở trên lầu xem tivi nói chuyện. Nấu nướng xong, mẹ gọi tôi xuống bê cơm lên. Khi xuống tôi thấy chị Trâm đang lau cầu thang. Chị bảo thấy vết bẩn sẵn tay chùi luôn. Và lạ lùng thay, chị Trâm đã lau sạch vết đen mà hôm nọ tôi cố gắng đến mấy cũng chẳng thể chà sạch. Xuống bếp thấy vợ bác Sách đang rơm rớm. Bác bảo cái gương trong bếp là của chị Đào ngày xưa dùng. Nó làm bác nhớ cô con gái quá. Đêm hôm bác Sách về, tôi lại nằm mơ. Tôi thấy người con gái hôm nọ dắt tay ra vườn và lấy tấm thảm đen của bà Hiếu đem ném vào đống lửa đang cháy. Sau đó cô đi vào bếp và dựng chiếc gương lên. Xong việc, cô gái xoa đầu tôi đi vào nhà, bước đến chân cầu thang rồi nằm xuống. Tôi tỉnh giấc và biết chắc người con gái trong mơ là chị Đào. Chị đang cố mách bảo tôi. Thay vì cảm giác sợ hãi như những lần trước, đêm đó tôi háo hức đợi đến sáng và sẽ làm theo những gì tôi nhìn thấy trong mơ. Sớm tinh mơ, tôi đã xuống bếp dựng cái gương đang nằm úp lên, rồi ra vườn dọn lá cây rụng gom vào một góc rồi đốt. Sau đó tôi không quên quay vào sọt rác, lấy cái thảm của bà Hiếu cho ném luôn vào lửa. Cái thảm cháy mùi hôi thối kinh khủng như mùi chuột chết vậy. Từ sau hôm đó, tinh thần của gia đình phấn chấn hẳn lên. Lọ thuốc khớp bà Hiếu cho cũng đã hết. Thay vào đó, mẹ uống thuốc trị khớp của chị tôi mua. Mẹ tôi không còn đau gối nữa và đi tập thể dục sáng sớm đều đặn. Bà Hiếu cũng chẳng bao giờ sang thăm nữa. Mẹ nói hôm bác Sách tới nhà, bà Hiếu lên là để chào mẹ, dọn đồ chuẩn bị qua Úc định cư. Những chuyện kỳ lạ hay bệnh tật không còn xuất hiện trong nhà tôi nữa. Ba tôi về Đà Lạt nghỉ lễ cách đây 4 ngày và vừa gọi điện thoại cho tôi để kể chuyện. Hôm rồi căn nhà bà Hiếu ở có 2 thanh niên đến. Đó là con của chị gái bà Hiếu. Nó đem hoa quả đến thắp nhang. Thấy thế, mẹ tôi cũng sang hỏi chuyện vì lâu ngày chẳng thấy tin tức của bà Hiếu. Hai đứa nó kể hồi trước vẫn hay về Việt Nam để thăm cô, nhưng sau khi cô nó nạn mất, đây là lần đầu tiên tụi nó về Việt Nam hương khói. Bà Hiếu bị tai nạn và mất từ năm 2007. Vậy mà trong 3 năm gần đây, hàng xóm vẫn thấy đèn nhà sáng, bà Hiếu đi loanh quanh trong xóm hỏi han. Vong hồn của bà Hiếu chẳng được ai chào đón, trừ mẹ tôi, nên bà hay lui tới nhà.
có lẽ không phải phong tốt nên bà gây ra nhiều chuyện kỳ dị và bệnh tật trong nhà tôi. Cũng may có chị Đào giúp đỡ, nếu không chưa biết còn tai họa nào nữa sẽ xảy ra. Vì câu chuyện là hoàn toàn có thật, vậy nên xin các bạn đã nghe, nếu không tin cũng đừng nên báng bổ những người đã khuất. Người chết trở về, tác giả Nguyễn Vì Túy. Khi Huy tan sở vào ca chiều, lúc ấy đã hơn 11 giờ đêm. Quãng đường từ chỗ làm về đến nhà không bao giờ mất đến quá 15 phút. Thế mà đêm nay, ngõ đường quẹo vào nhà chàng lại bị kẹt cứng. Chắc là có tai nạn hoặc một chuyện gì đó xảy ra, khiến cảnh sát phải lốc lại nửa con đường, làm dòng xe cộ lưu thông bị chậm hẳn lại. Vừa nghe nhạc, vừa lái xe nhích lên từng bước một, rồi cuối cùng Huy cũng đã về được đến gần nhà. Nhưng khi còn cách nhà vài căn, Huy không thể nào quẹo xe vào vì cảnh sát đã trăng dây quanh khu vực xảy ra tai nạn và không cho ai lai vãng đến gần. Huy đành phải đậu xe cách nhà khá xa và đi bộ lại chỗ đám đông hiếu kỳ vẫn còn tụ tập bàn tán. Gặp người cảnh sát đang làm nhiệm vụ ngăn chặn để có chỗ cho xe cứu thương và xe cảnh sát làm việc, Huy nói: nhà tôi ở gần đây, xin cho tôi vào. Viên cảnh sát nghiêm nghị xua tay: rất tiếc là ông không thể vào bên trong ấy vì cảnh sát và nhân viên cứu thương đang làm nhiệm vụ. Huy móc bằng lái xe đưa cho người cảnh sát: Dạ, nhà tôi cách đây có mấy căn, tôi mới đi làm về mệt quá, chẳng lẽ tôi phải đứng đây mãi sao ạ? Người cảnh sát cầm bằng lái xe của Huy lên xem rồi trả lại ngay và nói: nhà ông ở ngay chỗ xảy ra tai nạn, tôi phải dẫn ông vào mới được. Huy cúi người chui qua vòng dây rào và đi theo người cảnh sát. Khi bước gần đến nhà, Huy mới thấy một chiếc xe hơi nhỏ leo lề đụng vào ngay cây cột điện dựng sát lối vào chỗ đậu xe của nhà chàng. Chắc người lái xe đã phóng với tốc độ cao nên chiếc xe bật rúm hết cả phần đầu. Nhân viên cứu hỏa đã phải cắt nát cả xe mới đem được người bị nạn ra ngoài. Các nhân viên cứu thương lúc đó đang chuẩn bị thu dọn đồ nghề, và khi tiến đến gần, Huy mới nhìn được mặt nạn nhân một cách khá rõ ràng nhờ ánh đèn của cây cột điện tỏa sáng xuống đúng ngay nơi xảy ra tai nạn. Đó là một phụ nữ tóc đen, dù bị máu me bê bết trên người nhưng trên mặt lại không tỏ lộ ra bất cứ một nét đau đớn nào. Nhưng cái nét đẹp như say ngủ ấy hình như đã ngưng thở, bởi cả thân thể người bị nạn đã không còn chút cử động. Đúng như Huy suy nghĩ, một nhân viên cứu thương đã tiến đến và kéo tấm vải trắng lên che hết khuôn mặt người đàn bà bị nạn. Như thế có nghĩa là người này đã chết. Sau một hồi cứu chữa tại chỗ, tất cả mọi người có nhiệm vụ đứng gần đó đều không tỏ một vẻ gì xúc động. Họ làm việc như một cái máy. Nhưng đối với Huy, lòng dạ chàng nôn nao, như thể người nằm trên cáng băng ca kia chính là một người thân nào đó của chàng. Buồn bã tra chìa khóa để mở cửa vào nhà, Huy xuống bếp pha ngay một ly trà nóng để trấn áp những gì đang nổi sóng trong lòng. Hình như người bị nạn trông rất quen, có thể là một người đàn bà nào đó trong cộng đồng tị nạn của chàng, hay người thân của một gia đình mà chàng quen biết. Trong khi hớp vội ngụm trà nóng, trí óc của Huy cũng bắt đầu làm việc để cố tìm xem người đàn bà ấy là ai, để có thể gọi điện thông báo cho gia đình họ, hay tìm cách giúp đỡ nếu gia đình người ấy còn ở lại Việt Nam. Suy nghĩ mãi cũng chẳng đi đến đâu, ngoại trừ hình ảnh của người phụ nữ bị nạn với cái nét ưa nhìn vẫn luôn luẩn quẩn và đôi lúc lại vụt hiện lên rõ nét trong đầu, khiến Huy hết hồn, tưởng người chết đã hiện về và xuất hiện trước mặt chàng.
Đêm ấy trời rất lạnh, Huy mở lò sưởi hết cỡ mới sưởi ấm được trọn vẹn căn phòng mà chàng đang ở. Đáng lẽ căn nhà hai phòng ngủ rộng mênh mông này còn có một người bạn gái ở chung với chàng, nhưng họ đã chia tay nhau cách đây mấy tháng bởi một lý do rất đơn giản, là vì Huy lúc đó chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ăn đời ở kiếp với bất cứ người đàn bà nào. Nằm cô độc một mình trên giường, nhớ lại lúc mới đến Úc, Huy cũng đã chuẩn bị làm đám cưới với một phụ nữ bằng tuổi. Nhưng trong một lần thấy mệt trong người và phải bỏ sở lái xe về nhà, Huy mới khám phá ra việc phản bội của người vợ sắp cưới. Thế là từ đó, Huy có dị ứng với đàn bà và luôn tự nhủ với lòng rằng sẽ không bao giờ để bị lừa gạt trong tình yêu thêm lần nữa. Và chính vì cái suy nghĩ này đã khiến Huy trở thành người đàn ông ít nói và cũng là một tay sở khanh có hạn. Nhưng những người thân quen lại tưởng lầm rằng chàng là người kén cá chọn canh. Cứ mãi suy nghĩ về cuộc đời với những người đàn bà đã đi qua đời và cái chết bất ngờ của người phụ nữ trước cây cột điện, cộng với cái mệt sau một ngày làm việc, Huy rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Huy chàng giật mình thức giấc, nhìn lên kim đồng hồ dạ quang để ở đầu giường thì mới hơn 6 giờ sáng. Đáng lẽ giờ này thì trời đã sáng tỏ, nhưng vì là mùa đông nên khói sương mù trắng đục vẫn còn lẩn quẩn trong khu vườn nhà chàng. Nhổ người dậy, vén chiếc màn cửa sổ nhìn ra đường, Huy thấy lờ mờ một đám đông lên tới cả chục người đang loay hoay làm việc gì đó quanh chiếc cột điện đã xảy ra tai nạn chết người đêm qua. Huy nghĩ có lẽ gia đình nạn nhân đã được cảnh sát báo tin nên đã kéo nhau đến đây để cầu nguyện cho người xấu số. Và đúng như sự suy đoán của Huy, tiếng đọc kinh dù không lớn lắm nhưng cũng đủ để lọt vào căn phòng nơi chàng đang muốn dỗ lại giấc ngủ. Bởi bình thường Huy ngủ vùi đến tận 8 giờ sáng, vì mãi đến 3 giờ chiều chàng mới phải lái xe đến sở làm. Óc tò mò nổi lên, Huy thay bộ quần áo ngủ, khoác thêm chiếc áo lạnh rồi bước ra khỏi nhà. Đám người thân của nạn nhân hình như chẳng chú ý gì đến sự có mặt của Huy. Họ vẫn rỉ rả đọc kinh và còn vài người còn cúi đầu sụt sịt khóc lóc. Dưới chân chiếc cột điện bị chảy xước đã có thấy cắm nhang tỏa khói và ánh nến lung linh. Còn chiếc xe bẹp rúm đã được kéo đi đâu mất. Không muốn làm loãng động không khí sầu thảm và u uất đó, Huy thả bộ đến chỗ đậu xe đêm qua và lái xe đến tiệm phở mở cửa sớm trong vùng để làm một tô cho đỡ đói. Đã từ lâu, Huy đã quá quen với cảnh cơm hàng chợ, vợ nhà thổ. Đói bụng thì tạt vào một quán ăn Việt Nam hay mua thêm thùng mì vứt vào xó bếp. Thỉnh thoảng cuối tuần thì đến nhà mấy thằng bạn mua đồ nhậu và lai dai cho hết thùng. VB cho quên đời tị nạn. Những lúc cơ thể đòi hỏi thì Huy lại âm thầm xuống xóm tìm một em đồng hương để tâm sự nửa tiếng hay một giờ, chứ nhất định không chịu ngã gục vì một người đàn bà nào khác. Nhiều thằng bạn cám cảnh cơm đường cháo chợ của Huy đã gạ cho không em gái hay chị gái còn ở quê nhà, nhưng chàng vẫn lắc đầu quầy quậy từ chối và trả lời dấm rằng là ở vậy quen rồi. Cứ Huy lái xe quẹo vào nhà thì cái đám đông tụ tập dưới chân cột điện trước nhà chàng đã giải tán gần hết, nhưng khói nhang vẫn còn nghi ngút quanh mấy nhánh hoa tươi đủ loại cắm chung quanh. Và khi lái xe chậm ngang qua cây cột điện để quẹo vào nhà thì Huy nghe thấy tiếng đập vào thành xe và giọng một người đàn ông trầm ấm hỏi: có phải Huy không? Huy ngoái đầu ra khỏi xe và mừng rỡ nhận ra đó là Thành, người bạn mà chàng đã gặp vài lần trong các bữa nhậu cuối tuần tại nhà một người bạn. À, Thành hả? Vô nhà tao uống cà phê chơi. Đậu xe vào sân nhà xong, Huy vội vã bước trở ra đường hỏi chuyện Thành. Mày làm gì ở đây? Thành ngập ngừng, bối rối. Người bị đụng xe tối qua ở đây là vợ tao. Huy vò đầu bứt tóc. Thảo nào, tao nhìn thấy bà ấy có vẻ quen quen,
nghĩ mãi mà không biết là ai. Ai ngờ lại là vợ mày. Tao thành thật chia buồn. Thôi, vào nhà làm ly cà phê cho ấm bụng rồi hãy tính. Thành thiểu não theo chân Huy vào nhà. Thành kể, tối qua hai vợ chồng cãi nhau một trận nát nước. Tuyến Thủy giận điên, phóng xe ra khỏi nhà. Và Thành cũng lái xe đến một nhà thằng bạn độc thân để làm vài lon giải sầu. Thành về đến nhà lúc 4 giờ sáng và được đứa em gái của Thủy báo cho biết là có cảnh sát gọi. Thành gọi lại số cảnh sát đã cho thì được biết Thủy đã chết trong một tai nạn. Ai ngờ địa điểm lại là trước nhà của Huy. Huy nói, giờ này còn sớm, bệnh viện chưa cho ai vào thăm đâu. Nhiều khi còn phải chờ các bác sĩ giảo nghiệm xong mới cho thân nhân vào nhận xác. Thành im lặng không nói gì. Và Huy cũng vừa ngăn lại được câu hỏi mà chàng tính nói với Thành. Đó là, hai vợ chồng mày cãi nhau vì chuyện gì đến độ bái phải lái xe húc vào cột điện? Nghĩ đó là chuyện riêng tư của Thành nên Huy lảng qua chuyện khác. Tao rảnh cả ngày, nếu mày cần việc gì cứ gọi, tao sẵn sàng làm cho, đừng ngại gì cả, bạn bè mà. Đến lúc này, Thành mới đưa tay lên quẹt nước mắt. Tao hối hận quá. Giá mà tao đừng bỏ đi, giá mà tao cố giữ bà ấy lại, thì tai nạn này đã không xảy ra nữa. Huy tiến lại gần vỗ vai an ủi bạn. Thôi, chuyện gì muốn hay không thì nó cũng xảy ra rồi. Thôi, chuyện bây giờ là mình phải làm những điều còn lại cho người đã khuất. Thành đưa hai tay lên ôm lấy mặt kể lể. Tao biết bà ấy rất giận tao vì những điều tao làm khiến bà ấy đau khổ. Và lúc xuống tinh thần, bà ấy đã tự kết thúc bằng cái chết. Huy lờ mờ hiểu được rằng Thành đã là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của vợ. Và vụ lao xe vào cột điện là có chủ tâm của người muốn tìm đến cái chết. Nhưng suy nghĩ thêm, Huy cũng chẳng tìm được thêm chút chi tiết nào. Bởi vợ Thành là một người đàn bà đẹp, thủy mị và rất chiều chồng. Thành sống cũng rất gương mẫu, không rượu chè cờ bạc và chẳng thấy lẹo tẹo với ai. Đám ma của vợ Thành diễn ra vào ngày cuối tuần. Mọi người thân quen đều coi đó là một tai nạn và chẳng ai biết đến lý do đã khiến Thủy, vợ của Thành, phải đi tìm cái chết. Ngoại trừ Huy là người đã nghe được ít lời hé lộ của Thành. Nhưng vì có tính không ưa xen vào chuyện của người khác nên Huy cũng chẳng hé lộ câu gì với ai. Cái cột điện trước cửa nhà Huy từ hôm xảy ra tai nạn đến nay đã chất đầy các bó hoa và các tấm thiệp thương tiếc của những người quen biết. Không biết ai lại còn đem cả hình của nạn nhân ra gắn lên cây thập giá và cuốn băng keo treo lên trên cây cột điện, khiến ai lái xe ngang qua nhà Huy cũng phải nhìn thấy và biết nơi này mới vừa xảy ra một tai nạn chết người. Một đêm nọ, cứ Huy đi làm về lúc gần nửa khuya và bầu trời tối đen như kịt, cộng thêm những dải sương mù chập chờn hạ thấp trước mặt, khiến chàng phải lái xe thật chậm và mở đèn pha để phòng ngừa tai nạn. Khi quẹo xe vào nhà, Huy lờ mờ thấy dáng của một người đàn bà mặc áo khoác đang khoanh tay co người trước cây cột điện. Nghĩ là người thân của nạn nhân nên Huy không để ý. Nhưng khi vào đến nhà thì trong đầu Huy lại trỗi lên những câu hỏi mà chàng không thể tự trả lời được.
đó là người đàn bà đang đứng một mình ngoài sương gió ấy là ai, và tại sao giờ này lại có mặt ở chỗ xảy ra tai nạn. Nghĩ vậy, Huy vén màn cửa để nhìn ra đường, và chàng chỉ nhìn thấy cây cột điện trơ ra những đóa hoa héo úa rõ nét dưới ánh đèn vàng, và người đàn bà kia đã biến mất. Thuở nhỏ, chàng thường nghe người lớn nói rằng người chết, và nhất là những người chết oan, trong vòng 3 ngày thường hay hiện về nơi mà họ đã chốt hơi thở cuối cùng. Đêm nay, Huy nhẩm tính thì thấy vợ của Thành cũng đã chết được vài ngày, và linh cảm rằng người đàn bà đứng co ro ngoài trời lúc nãy chính là hồn ma của Thủy. Từ lúc nghĩ đó là Thủy, Huy không tài nào dỗ được giấc ngủ và nằm trằn trọc mơ mơ màng màng cho đến sáng. Hôm sau cũng thế, khi về đến nhà, Huy lại thấy bóng người đàn bà dưới chân cột điện. Nhưng lần này, dáng người có vẻ mệt mỏi nên đã ngồi gục mặt xuống để ôm chặt lấy gốc cây cột điện. Huy không dám dừng xe và cũng không dám bước ra khỏi nhà. Chàng tính gọi điện thoại cho cảnh sát hay xe cứu thương đến để coi người đàn bà đó là ai, có cần giúp đỡ gì không. Nhưng mấy lần cầm điện thoại lên, Huy lại bỏ xuống. Bởi khi nhìn ra ngoài đường thì cái bóng ma ấy thất thểu đứng lên, đi qua đi lại. Nhưng khi chàng sắp sửa quay số thì bóng người đàn bà ấy lại biến mất trong sương mù. Qua đêm thứ 3, Huy nhất định làm gan xin sở cho về sớm, vào nhà mặc thêm áo ấm và đứng lảng vảng gần nơi xảy ra tai nạn để xem cái người đàn bà xuất hiện mấy tối qua là người hay ma. Trời lạnh, chàng phải đốt thuốc và rít liên tục để chấn áp cái sợ đang làm chàng run lên cả người. Thỉnh thoảng, một hai chiếc xe hơi lạc lõng đi giữa đêm khuya mù sương cũng mất hút nhanh như sao xẹt. Đường vắng tanh, ngoại trừ tiếng gió hú thổi phần phật làm tung bay những cánh hoa héo trên thân cây cột điện, và tiếng dế gáy nỉ non dưới bụi cỏ, làm Huy không còn giữ vững được ý định nữa, đành bỏ cuộc để bước vội vào nhà. Cửa nhà mở sẵn nên chàng không phải mò tìm lỗ khóa, nhưng Huy có chút ngạc nhiên khi thấy đèn điện trong nhà đã tắt tối thui. Chàng nhớ lúc lấy thêm áo ấm và đi ra ngoài, cái đèn ngủ để bên đầu giường của chàng đã được bật sáng, thế mà bây giờ lại tắt ngấm. Đưa tay lên công tắc điện định bật, bỗng Huy giật bắn cả người khi thấy một bàn tay ấm áp đè chặt lên tay chàng. Định thần và nhờ ánh đèn vàng mờ nhạt từ bên ngoài đường hắt vào, Huy thấy người đàn bà đang đứng gần chàng chính là Thủy, vợ Thành, người đã chết vì tai nạn xe hơi cách đây mấy ngày. Khuôn mặt nàng vẫn vậy, dịu dàng y như nét say ngủ mà chàng đã nhìn thấy khi nhân viên cứu thương khiêng xác nàng đặt lên băng ca. Nhưng tối nay lại chất chứa thêm vẻ đầy muộn phiền. Quá hoảng sợ, chàng ú ớ nói không nên lời. Và dù không khí trong căn phòng ngủ của chàng ấm áp hơn ngoài trời rất nhiều, nhưng Huy vẫn thấy một luồng khí lạnh sẽ dần dật khắp thân thể, khiến chàng run lên từng chập. Người đàn bà hình như thấy được nỗi sợ đang ngập tràn trong lòng Huy nên cất tiếng nhỏ nhẹ. Em biết anh đang tìm em nên em phải lẩn tránh vào đây. Huy rút ngay tay lại và nhắm nghiền mắt để khỏi phải nhìn thấy mặt hồn ma, rồi run giọng nói. Chị về đây để làm gì? Hồn ma lùi lại, đứng ẩn mình trong một góc của căn phòng. Trong khi Huy chờ đợi mãi mà không nghe thấy tiếng trả lời, tưởng hồn ma đã biến mất, Huy mở mắt ra và thấy hồn ma vẫn còn đó, nhưng đã cởi bỏ áo khoác mặc bên ngoài để trên đầu giường. Dù khép mình trong góc tối, nhưng Huy vẫn nhìn thấy rõ, bởi khoảng cách giữa chàng và hồn ma chỉ có mấy bước, trông Thủy gầy gò đến tội nghiệp và mái tóc xõa dài lòa xòa trước mặt cũng không che giấu được hết nét đẹp mà nàng đã có lúc sinh thời. Bỗng như có một mãnh lực vô hình nào đó thúc giục,
Huy bước tới, nắm lấy tay hồn ma, dù lại ngồi bên giường, rồi nói trong nỗi xúc động. Tôi biết chị có nhiều điều khó khăn, không thể nói ra được, nhưng chị cần gì phải đứng ngoài sương gió như thế? Chuyện ấy dẫu sao cũng xảy ra rồi, khi chén nước đã hất đổ, thì không còn cách nào hút lại được. Hồn ma đưa tay lên bụng mặt, khóc lên rừng rức. Không phải Huy muốn lợi dụng thời cơ, nhưng rõ ràng là khi chàng đưa tay lên bờ vai của người đàn bà xuất hiện giữa đêm khuya để an ủi, thì thân hình của nàng đã ngã đổ xuống ngay trên tấm nệm giường của Huy. Bên ngoài, trời mỗi lúc một âm u, ánh đèn vàng ngoài đường thêm nhạt nhòe, và hình như không còn đủ sức để soi sáng những gì ngoài đường phố. Trong phòng, Huy cũng chẳng còn thấy gì hơn ngoài thân hình người đàn bà tuy yếu đuối nhưng ngập tràn tình cảm đang quyện lấy người chàng. Chàng mải mê trong im lặng để tận hưởng mùi hương của nàng. Khi chàng lần tay cởi bung hết hàng cúc áo để được kề sát mặt lên vùng ngực nhấp nhô, nàng dấn người rên xiết và đưa cả hai tay lên cổ để ghi đầu chàng xuống. Cho tới một lúc chàng không còn kiềm hãm được nữa, thì dù gió rít ngoài trời như tăng tốc, cộng thêm tiếng mưa rơi rợn người, khi gió quất những làn mưa đập từng chập vào khung cửa kính, cũng chẳng thể làm Huy phân tâm để buông lơi nhịp điệu. Khi lên tới tột đỉnh, Huy cảm thấy hai bên bờ vai đau rát bởi hai bàn tay móng vuốt của hồn ma đã bấu víu thật sâu vào da thịt nàng. Khi Huy tỉnh giấc, xoải tay sang bên cạnh, hồn ma đêm qua đã biến mất. Huy sững sờ với tay bật điện, ánh đèn ngủ chói chang khiến chàng phải nheo mắt lại, nhưng cũng đủ để thấy gối chăn xô lệch và cái lò sưởi điện đã được nàng bật lên vì chàng say giấc điệp. Cho tới giờ này, chàng vẫn không hiểu người đàn bà mà chàng đã quay cuồng ân ái đêm qua là người hay là ma, bởi những gì mà chàng có được từ cái thân thể nồng ấm ấy còn đậm đà và đáng nhớ hơn bất cứ người đàn bà nào khác đã đi qua cuộc đời chàng. Từ sau đêm hôm ấy, hồn ma không còn thấy xuất hiện nơi xảy ra tai nạn. Huy đã nhiều đêm bỏ sở về ngang để mong được gặp lại người đàn bà đã cho chàng một đêm đáng nhớ. Nhưng mọi hoài mong của chàng đều rơi vào vô vọng, chờ đêm không được. Nhiều ngày chàng đã đến thăm mộ Huy, người ta thấy chàng thắp nhang và lẩm bẩm như đang trò chuyện với người đã khuất. Chàng nói gì không ai nghe rõ, nhưng trong lòng chàng nhất định sẽ đi đến nơi này nhiều lần, cho đến khi gặp lại người đàn bà đã giao hoan với chàng trong một đêm gió lạnh. Có lần Thành gặp chàng đang thắp nhang cắm lên mộ Thủy. Tưởng Huy bị ám ảnh bởi tận mắt chứng kiến cái chết thảm vì tai nạn của vợ mình, Thành cảm động nói: "Cảm ơn mày đã đến thắp nhang cho bà ấy. Mấy lần ra đây thấy có chân nhang mới, làm tao phải hồ nghi không biết là ai. Bây giờ mới biết là mày, chứ không phải." Huy hiểu những điều mà Thành vừa nói, vì chàng cũng thất vọng không kém chi Thành. Người có cô em vợ đã bỏ nhà ra đi biệt tâm từ hôm bà chị chết. Nghe đọc truyện.net